Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang ghi hình tại ngày thứ 2 nhận cây tại triển lãm Từ Sơn Bắc Linh. Bà Sa Đức Huy ghi nhận có tác phẩm của các nhà vườn ở Thái Bình. Đó là nhà vườn em Linh Nga và nhà vườn anh Triệu Bùi. Em Linh Nga và anh Triệu Bùi đã mang cái tác phẩm về tham dự triển lãm Từ Sơn Bắc Linh năm 2013. Đầu tiên đó là tác phẩm của em Linh Nga, một tác phẩm có tên là Mộc Vân Sơn. Cắm cây đi được chưa? Một tác phẩm rất nghệ thuật của em Linh Nga. Những tác phẩm của mảnh đất quê hương 5 tấn về với Bắc Linh, Thái Bình. Nhà vườn em Linh Nga thì quý vị biết một nhà vườn có rất nhiều những tác phẩm quý. Em cũng rất là nhiệt tình với phong trào cây cảnh, có mà gần như là có mặt tham gia đóng góp mang những tác phẩm ở rất nhiều cái cuộc triển lãm. Và triển lãm Từ Sơn Bắc Linh em cũng đóng góp một tác phẩm quý. Và bên cạnh tác phẩm của em Linh Nga thì còn tác phẩm của anh Triệu Bùi. Bà Sa Đức Huy sẽ ghi hình cho quý vị quá trình tác phẩm đặt chân xuống triển lãm Từ Sơn. Bên cạnh cái công tác ghi hình cầu cây xuống thì còn chia sẻ cho quý vị những cái nét đẹp của tác phẩm, của từng tác phẩm của quý vị nhé. Thưa quý vị, tác phẩm Mộc Vân Sơn của em nhà vườn em Linh Nga đã được hạ xong quý vị nhé. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái đường nét nghệ thuật của tác phẩm. Quá đẳng cấp nhỉ. Thiên tạo luôn nhỉ. Đây là lấy từ núi đá ấy nhỉ, núi đá Lạng Sơn nhỉ. Quý vị chiêm ngưỡng này. Tác phẩm nó có rất nhiều những cái nét khó. Có cây ngồi đá nghệ thuật của em. Trước màn hình quý vị là tác phẩm của anh Triệu Bùi Thái Bình đang chuẩn bị được cẩu xuống triển lãm Từ Sơn. Một tác phẩm xanh cổ của anh Triệu Bùi. Ok rồi, rất đơn giản và nhẹ nhàng, đã xong rồi. Kính thưa quý vị, tác phẩm cây xanh cổ của nhà vườn anh Triệu Bùi vừa được kê xong quý vị nhé. Tác phẩm này làm theo cái lối cổ. Và nhìn vào thì quý vị cũng nhìn thấy cái đặc biệt của tác phẩm. Một cây ba thân. Và mỗi một cây thì đều thể hiện được cái hai cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Hai thân trong số ba thân của tác phẩm được tạo tác theo một cái cây trực tán tầng. Nhìn vào tác phẩm thì Sa Đức Huy cũng cảm nhận được cái nét cổ ở trong đó và những cái nét đặc biệt riêng.
Thưa quý vị, những tác phẩm của chú Hòa Taxi đang chú cũng đóng góp với triển lãm Từ Sơn. Chú ơi, cháu chào chú. Xin chào quý vị nha. Chú đóng góp với triển lãm Từ Sơn mấy tác phẩm chú? Hiện nay là đóng góp với triển lãm Từ Sơn là 5 tác phẩm. 5 tác phẩm của chú. Tác phẩm này là cũng mới truyền tải coi như là thành phố coi như là Hồ Chí Minh ra. Thành phố mang tên Bác hả? Tên Bác. Từ thành phố mang tên Bác về với Từ Sơn, vừa mới ở thành phố mang tên Bác. Đây. Còn ông này là ông ở trên núi rừng Tây Nguyên. Buôn Ma Thuột à? Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột. Đây là cây xanh đúng không? Đây trồng ở cái chậu đá mà. Đâu chậu con voi. Chậu con nhưng mà đá tạo hình con voi. Chắc phải quay mặt kia ra hả? Không, hay là mặt này? Mặt này. Mặt này mặt chính à? Đẳng cấp quá nhỉ. Những cái nét tạo hình độc đáo nhỉ. Yeah. Cái chậu này thì chắc hẳn là cái chậu này thì cũng không có cái chậu thứ hai như này. Không có chậu thứ hai kìa. Cái này là còn dáng của ấy nhỉ? Chính cái cây này trồng ở Campuchia. Rất hợp. Chú ơi. Cái này đen Campuchia rồi. Cây có tuổi thọ không chú? Cái này thì nói chung là chú mua đây đúng là của một người em. Mà cái cây này thì đúng là nhà nó thì tức là cũng của đời ông nội đúng không? Đấy, nhưng đúng thực sự đấy. Với chú thì đi vừa rồi là đi chuyến miền Nam mấy chuyến liền. Nhưng mà mình dành được một cái tình cảm cũng cảm ơn tất cả những anh em ở trên mọi miền đất nước này. Đã dành những tình cảm đến để cho mình. Đó là một tình cảm mà thật sự mình khó thể tả bằng lời. Anh em nó tiếp đón và đồng thời đến thì có những tác phẩm là mình thích thì anh em người ta vẫn dành cho mình thôi. Vâng. Như dành cho mình thì với điều kiện là tức là mình cũng phải làm sao cũng phải đáp ứng một cái gì đó thì nó cũng phải hợp lý. Đấy, nhưng mà mình cũng không thể nào mà nói vào anh em tốt hơn mình mà mình mua rẻ của anh em được. Vâng. Những cái gì mua cho anh em của các tỉnh phía Nam, kể cả có những cây mình xác định về để có thể bán hòa vẫn có thể giúp, vẫn có thể mua. Đấy. Có những cây mà nó lỗ thì chắc là không rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà ít nhiều đấy, cũng sáng nay vừa bán hai cây nhưng mỗi cây lãi có 1 triệu. Xin lỗi anh em, những cây nhỏ. Chú Hòa là bên tập đoàn Hòa. Bán, đấy, chú Đoà Hòa là bên tập đoàn Hòa Phát. Đúng. Thấp nhất chỉ Hòa thôi. Đấy, đúng, thấp nhất là Hòa. Không để thua. Nhưng mà tiến tới là sẽ rất nhiều. Bởi vì cái chuyến đi này là mình mua được 34 cây. 34 cây à? 34 cây, nó thật anh em đấy. Cho nên là bây giờ xong đây một cái là chắc là khoảng 10 ngày nữa thì lại phải tiến Nam để chở. Quan trọng nhất là việc về đang sắp xếp về ngân sách anh ạ. Chú ơi, hiện nay là chú đang ở ngoài Bắc ít hơn ở trong Nam đấy. Đúng, ít hơn. Vâng. Chú hiện nay cân đối làm sao bây giờ Bắc mới Nam, bây giờ đang thiên vị Nam hơn Bắc đấy. Không phải là thiên vị. Bây giờ mình làm sao mình đưa phong trào ở trong ấy. Làm sao cũng chỉ mong muốn rằng là đây rõ ràng ông Hòa taxi vào trong ấy mua cây ra đây mà bán được sinh lời. Mong rằng những anh em ngoài này đam mê vào trong đó mua mà. Riêng tôi mua ở trong, mua chỗ nào là cũng đều đưa lên clip tất cả mọi cái, không hề giấu giếm. Mua tại vườn này, mua tại khu vực này. Đấy, thì mong rằng anh em là bởi vì mình không thể đi mãi trong miền Nam được. Bởi vì là chú ạ, ông chú chia sẻ này thì cháu ngăn lời chú một chút, bởi vì là hiện nay cây cảnh Việt Nam vẫn có một cái chút gì đó, cái khoảng cách giữa miền Nam và miền Bắc. Làm sao? Làm sao chúng ta là người một nhà, người Việt Nam. Cây cảnh miền Bắc và miền Nam có những cái cuộc giao lưu để nó gần gũi hơn. Đấy, bởi vì là những cái văn hóa từng vùng miền, những cái tác phẩm và những cái cây cảnh của vùng miền ở trên Việt Nam này, mọi miền tổ quốc Việt Nam rất là hay và ý nghĩa. Cái đó là đúng, bởi vì mình vào mình cũng chia sẻ với anh em Việt Nam cái thực tế mà nói, khi mà anh em ở ngoài Bắc này vào để mua những cây mà nó gọi là đẹp đẹp ở trong, thực sự họ cũng nói giá rất cao. Nhưng mình cũng phải chia sẻ luôn là nếu anh em như thế này thì không thể nào mà có thể là hai miền thống nhất được. Cho nên khi anh em mà mua cây mà làm cây ra thì cũng phải biết cây mình mua bao nhiêu, mình làm lên một cái giá mà mình cũng cảm thấy cũng có lời, xứng đáng là mình bán. Chứ mình không nên là nghe cái cây này nó bao nhiêu tỷ, cái kia bao tỷ mà mình lại coi như là cứ chờ đợi cái việc đó là không bao giờ có. Không, mình cũng phải tư vấn anh em. Cho nên là anh em cũng rất là chấp nhận. Cho nên mình cũng mua rất nhiều những cây giá trị đấy. Sau đợt sau mình sẽ mang về. Bởi vì là cái đặc trưng của miền Nam đó là mai, chú thủy, nguyệt quế này, ninh sam này, cái dòng ninh sam. Thế mà miền Bắc thì đặc trưng là những xanh si. Đấy, những cái cây đấy thì đều là những cái dòng cây quý của Việt Nam. Và hiện nay miền Bắc rất là quý trọng những cái dòng cây mai, chú thủy, cây nguyệt quế. Thì mỗi cái vùng miền có đặc trưng riêng.
Thế và hy vọng miền Nam sẽ tiếp cận những cái cây xanh, cây si. Bởi vì tìm hiểu sâu thì mới thấy được cái nét đẹp của từng tác phẩm. Thì thưa quý vị, hôm nay thì Thu Hòa mang những tác phẩm về đây, thì Quan Sát Huy sẽ giới thiệu với quý vị từng tác phẩm của Thu Hòa. Đây là cái thông Nhật chú nhỉ? Thông đen đấy. Thông đen nhỉ? Một cây thông đen của một người em. Dạ. Quý vô thận. Mà đã chơi rất nhiều năm nay rồi. À. Dạ. Nhưng cuối cùng mình chỉ bảo thôi, cái này là hôm nay là anh rất thích. À. Chú để nhượng lại cho anh. Vâng. Mà đúng thật cũng không bao giờ từ trước này không ai lấy được. Thế à? Với lý do là giá trị nó rất cao. Đấy, nhưng khi mà người em mình để cho mình thì mình cũng cảm thấy rằng là nó cũng là được hợp lý thôi. Thì đấy, thưa quý vị quay. Thì thưa quý vị là một cái tác phẩm thông đen. Nó là cái cây gọi là nó đột biến. Cái này gần cảnh. Như là gần như là rất là đặc biệt, bởi vì là mỗi một cái chi gần như còn một mảnh đó quý vị ạ. Gần như là đây là cái mảnh đời còn lại. Và quý vị nhờ như vậy quý vị mới thấy được cái sức sống, cái sức sống mãnh liệt của những cái dòng lá kim. Và đây là cây ngũ giao bì hả chú? Ngũ giao bì. Thế thưa quý vị, hôm nay ngẫu nhiên đấy nhá. Ngẫu nhiên là Bonsai Đức Huy cùng với chú Hòa là kê cây triển lãm Từ Sơn là ngay sát nhau. Thế và ngay cạnh tác phẩm của chú Hòa là cây mai chú thủy của Bonsai Đức Huy. Hai chú cháu ban tổ chức sắp xếp rồi, sắp xếp ngẫu nhiên mà hai chú cháu gần nhau. À, những cái cây bonsai rất muốn được gần với Đức Huy hôm nay là yeah. Ngẫu nhiên lại được gần đấy. À, ngẫu nhiên đúng không? Duyên đúng không? Duyên. Không, tất cả cuộc đời nó là duyên hết. Nó là duyên hết. Yeah. Tất cả cái cuộc gặp gỡ, cuộc giao lưu, cuộc trò chuyện. Quý vị yêu cây cũng biết là kể cả giao lưu cây cũng thế, nó cũng là cái duyên. Đúng. Gặp nhau mua bán. Nếu không có duyên, không đủ duyên thì không thể có những cái cuộc giao lưu bắt tay được. Có những cái cuộc giao lưu quý vị biết là có những cái tác phẩm có thể là người khác giả rất nhiều tiền, gặp người có duyên có thể là bán hòa hoặc là bán rẻ hơn người khác rẻ giả. Đúng thế mà. Đấy. Nhưng vẫn vui vẻ bán. Đấy là gặp những người đủ duyên thì như vậy quý vị ạ. Và chưa đủ duyên thì thậm chí là còn giả đắt, giả hơn rất nhiều, chưa chắc đã bán. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa truyền tải cho quý vị những tác phẩm của chú Hòa Taxi. 5 tác phẩm của chú mang đến tham dự triển lãm Từ Sơn Bắc Linh năm 2013. Chú ơi, cháu xin phép được chào chú nhá. Ok, xin chào. Chúc chú sẽ nhiều sức khỏe. Xin chào Bonsai Đức Huy, xin chào anh em trên cây trên mọi miền đất nước nhá. Vâng, cảm ơn chú nhá.